chị yêu ạ. À. Dạ rồi em chào mọi người, chào chị yêu nha. Chào mừng các chị yêu đã quay trở lại với livestream tiếp theo của thời trang Dory. Mọi người ơi, em đã quay trở lại livestream rồi đây. Chị yêu nào mọi người vào coi livestream nhanh tay để lại một chấm comment trên like giúp em nha. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho chị yêu về một em đầm dáng công sở mới về bên em rất là đẹp luôn. Với tông màu dành cho chị là tông màu xanh đen. Chị nào mọi người vào coi livestream rồi thì chấm bài tương tác ở trên livestream giúp em các chị yêu nha. Em chào mọi người ạ. À. Hello các chị yêu nè, mọi người coi livestream thì nhanh tay để lại comment tương tác liền nha. Hôm nay đầm đẹp quá các chị ơi, mẫu nào cũng đẹp hết. Em chào chị Thương Thương, cảm ơn chị Thương Thương đã vào coi livestream rồi nha. Còn chị nào chưa coi like thì nhanh tay giùm bên em. Các chị ơi, hôm nay em có đầm dạ hội nữa, cho nên là nếu chị nào thích đầm dạ hội thì comment em sẽ lên nè. Mã số sản phẩm của em đang mặc ngày hôm nay đây cho mình là DT927 các chị yêu nha. Đầm DT927 này là một em đầm với tông màu thiết kế là màu xanh đen và kiểu giá vét rất là đẹp. Em chào chị Nguyễn Hoàn đã vào coi livestream ạ. À. Đây các chị yêu nha, em thử mở cúc ra cho chị yêu xem nè. Form đầm của em đang mặc đây cho chị yêu là một em đầm suông và để thiết kế cho chị bên ngoài là kiểu giả vét các chị yêu nha. Hôm nay chị yêu nào mọi người vào coi livestream thì nhanh tay đặt hàng trong khung giờ livestream giúp bên em. Thứ nhất là các chị sẽ được giảm giá, ngoài ra các chị yêu còn được thêm là free ship giao hàng đến tận nhà nữa nha. Chị yêu nào mọi người đã vào coi live rồi nhanh tranh thủ là chốt đơn liền trong khung giờ livestream giùm em. Mã sản phẩm của em mặc đây cho mình là đầm DT927 các chị yêu nha. Em đầm DT927 phần cổ thiết kế của bên em đây sẽ là dáng cổ thêu và đính đá các chị yêu là làm bằng tay các chị yêu nha. Đặc biệt là phần hoa là hoa này của bên em sẽ làm hoa nổi 3D và cái màu hoa lên các chị yêu coi giùm em nha, siêu siêu đẹp các chị ha. DT927 hiện tại đang được bán trong khung giờ livestream với mức giá là 750.000 đồng và miễn phí ship giao hàng các chị nha. Cú pháp đặt hàng là DT927 kèm số thoại là có đơn hàng thành công. Mọi người ơi, mẫu đầm này lúc mà em mới chụp hình lên thôi là khách em đã hỏi mua rất là nhiều rồi và đã đặt hàng luôn rồi, cho nên là hôm nay là mẫu đầm mới cho nên em kịp livestream cho chị yêu trên live. Thì chị yêu nào mà ưng ý cái đầm này thì hãy nhanh tay đặt hàng liền các chị yêu nha. Do mẫu này là hàng thiết kế số lượng em có ít lắm. Em chào chị Ngọc Lê Phan đã vào coi livestream, đẹp quá, cảm ơn chị Minh Nguyệt nha. Đầm DT927 này là một em đầm thiết kế có phối vét mà giá chỉ có 750.000 đồng thôi và miễn phí ship giao hàng. Các chị phải để ý cho em những cái chi tiết ở trên sản phẩm các chị yêu nha. Ví dụ như em đầm này được thiết kế cho mình là đính đá cho bên em là bằng tay nè. Đó, em quay nghiêng quay lại cho chị sẽ thấy là cái đá này nó sáng luôn các chị nha. Phần hoa của bên em đây sẽ là phần hoa thêu nổi 3D và kèm theo đó cho mình là có đính đá trên cái hoa. Tay lên cho các chị yêu cũng là tay thêu và có phối ngọc trai luôn các chị yêu nha. Rất là đẹp và rất sang luôn. Đầm DT927 kèm với số điện thoại. Ngày hôm nay chị yêu nào mình đặt hàng trong khung giờ livestream, các chị sẽ được sale với mức giá 750.000 đồng và miễn ship giao hàng các chị yêu nha. Vải của em mặc đây cho mình là chất liệu umi và nó có độ co giãn nha mọi người ơi. Cái chất liệu umi này nó mặc lên nó thoải mái cực kỳ luôn và tông màu xanh đen các chị mặc lên da trắng da và gọn dáng nữa nha. Đây em gỡ cúc đây cho các chị xem nè. Bên trong thiết kế cho chị yêu là một em đầm dáng suông nhẹ cho mọi người. Bên ngoài phối cho chị yêu là áo vest và cái đầm này đã được may liền các chị nha. Em quay gần để chị xem nè. Rất là nhiều chị hiểu lầm là em ơi áo này là tách rời được không. Thì mọi người lưu ý nha, đây là một cái đầm giả vét các chị yêu ha. Người ta đã may cho bên em liền cái phần áo bên ngoài với lại cái đầm bên trong rồi. Ở bên trong là một cái em đầm suông và chất liệu vải umi cũng là dày dặn luôn nha, không sợ bị mỏng các chị ha. Bên ngoài thiết kế cho em giả vét nè, may liền cho em ạ. Mọi người có thể đóng cúc cũng được mà có thể thả cúc ra cũng đẹp các chị nha. Đầm màu xanh đen này em nghĩ là các chị mặc đi công sở hay là các chị yêu mọi người kiểu mặc đi tiệc nha, rất là sang luôn. DT927 giá sale 750.000 đồng. Đối với một em đầm thiết kế dáng vét mà thêu đính hoa nhiều như thế này thì các chị biết rồi, ở ngoài thị trường cũng phải là 800-900 ngàn hoặc là 1 triệu các chị yêu nha. Em đang sale cho chị yêu 750.000 đồng và miễn phí ship giao hàng. Mà mẫu đầm này còn thêu đính cho chị rất nhiều nữa, từ trên vai nè, xuống cái phần áo nè, đến cho chị yêu là phần tay và đến cả chân váy cho bên em luôn đó các chị thấy không, thêu đính rất là nhiều các chị yêu nha. Và vải lên cho mọi người thì sẽ là chất liệu vải umi cho nên nó sẽ có độ co giãn các chị nhá. DT927 kèm với số điện thoại với mức giá sale dành cho chị nào đặt hàng trong khung giờ livestream 750.000 đồng và phí ship giao hàng cho bên em luôn. Dáng đầm sẽ là hơi suông nhẹ cho nên là chị nào có khuyết điểm là bụng vẫn mặc lên vô tư các chị yêu nha. Tay cho bên em thì sẽ là dáng tay lỡ và phần tay có thiết kế dành cho chị yêu đây là phối hoa hai bên nữa nha mọi người ơi. DT927 kèm số điện thoại, chỗ cái hoa các chị nhìn
nè, quá đẹp luôn nha mọi người. Cái hoa này các chị để ý màu của bên em, bên trong là màu nhạt, bên ngoài bên trong là màu đậm viền, ra ngoài sẽ là màu nhạt các chị yêu nha, rất là đẹp luôn á, và tạo cảm giác cho các chị yêu là hoa nó kiểu 3D nổi bật cực kỳ. Và đá này, đá của nó là đá pha lê, đá sáng lấp lánh luôn, giá chỉ có 750 ngàn đồng cho em siêu phẩm này các chị yêu ha. Công sở trung niên mọi người mặc được, em có đầy đủ size các chị yêu luôn, từ size M, size L, XL cho đến size 3XL. Chị yêu nào mọi người đặt đầm này là 75 kg đổ về là mặc đẹp các chị yêu nha. DT927 kèm số điện thoại có đơn hàng thành công. Em chốt đơn cho chị Nguyễn Hoàn lấy đầm DT927. Ok, chị yêu Quỳnh Vi lấy đầm DT927 size XL. Cảm ơn chị yêu Thảo Lê lấy đầm DT927 màu xanh. Em cảm ơn chị Nguyễn Hoàn rồi nha. Có gì nghe máy xác nhận cho em nha chị ơi, nhân viên sẽ tư vấn nè. Em cảm ơn chị yêu, cảm ơn chị Minh Nguyệt đã vào coi live stream nè. Ok chị Thảo Lê, ok chị Quỳnh Vi, ok chị Hải Yến rồi nha. Rồi các chị nào đã được chốt đơn nghe máy xác nhận sẽ có nhân viên tư vấn một em đầm đi tiệc, một em đầm công sở sang chảnh như vậy, 750 ngàn đồng hoàn toàn xứng đáng các chị yêu nha. Và còn được thêm miễn phí ship giao hàng đến tận nhà, có đầy đủ size cho các chị yêu nữa. Nếu bình thường các chị yêu mình mặc cái form đầm suông bình thường thôi ha, quen rồi á, bây giờ các chị nên đổi lại cho em một cái thay đổi nha. Mọi người mặc lên cho bên em một cái đầm mà kiểu giả vét như vậy, nhìn nó sang chảnh hẳn luôn, nhìn nó kiểu lạ mắt cực kỳ và rất là lịch sự các chị yêu nha. DT927 mẫu mới nhất của bên em, giá sale 750 ngàn đồng và free ship giao hàng. Thấy số lạ gọi tới thì nghe máy xác nhận giùm em các chị nha. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu đây ạ, chị nào vào coi live stream để em một tí xíu. Bây giờ thì em sẽ đi thay mẫu mới. Ai đang theo dõi live cho em một chấm tên tương tác ở trên live stream các chị yêu nha. Mọi người bây giờ thì em sẽ đi thay mã sản phẩm tiếp theo đây. Các chị yêu mình đợi em một tí xíu các chị yêu nha. DT927 750 ngàn đồng nha mọi người. Em ok chị yêu Duyên Lê lấy đầm DT927 có size 2X nè. Chốt đơn cho chị yêu Đỗ Linh Lan lấy đầm DT927 nè. Ok, chị yêu Hương Tràm lấy đầm DT927 nè, đang sale còn 750 nè. Cảm ơn chị Thảo Vi lấy đầm DT927 60 kg có size XL nha chị ơi. Rồi mọi người ơi, chị yêu nào đặt đầm DT927 thì nhanh tay giúp bên em nha. Đầm này em có đầy đủ size dành cho mọi người. Chị nào mọi người từ khoảng là 75 kg đổ về là mặc vừa, size tới 3XL các chị yêu ha. Bây giờ em sẽ qua tiếp tục mã mới. Ai đang theo dõi live đặt hàng trên live giùm em DT927 kèm với số điện thoại 750.000 các chị nha. 750.000 một đầm và miễn phí ship giao hàng. Nhưng mà lên một cái em đầm rất là đẹp và rất là sang luôn. Rồi bây giờ em sẽ qua mã tiếp theo dành cho mọi người đây ạ. Em lên cho chị yêu một em đầm đính đá tông màu đỏ nha các chị nha. Màu đỏ này gọi là tông màu đỏ đô nè. Chị nào mọi người theo dõi live stream thì đặt hàng trên live giùm bên em. Các chị yêu nào mình thấy số lạ gọi tới thì nghe máy các chị nha. Mọi người ơi, bây giờ thì em sẽ qua mẫu mới nha. Ai đang coi live thì cho em xin ngay một chấm comment trên live stream giúp bên em với ạ. Mọi người tương tác với máy chủ để em nhìn thấy mọi người các chị yêu nhé. Em sẽ giới thiệu cho chị yêu một em đầm cũng rất là đẹp luôn các chị nha. Mã số sản phẩm là đầm DT904. Đây là một cái mã hàng cao cấp và có cho chị yêu tông màu hôm nay em mặc sẽ là tông màu nền đen họa tiết ánh vàng DT904 các chị ha. Chị nào mọi người vào coi live stream thích những cái dáng đầm hơi ôm body một tí xíu thì đừng bỏ qua em đầm DT904 này các chị nha. Màu rất là đẹp, form rất là đẹp luôn và đang được sale trong khung giờ live stream nha mọi người ơi. Đây ạ. Mã sản phẩm của em mặc ngày hôm nay đây cho chị yêu đó là em đầm DT904 các chị yêu ha. Màu len cho chị yêu sẽ là tông màu đen và phối cho chị yêu là họa tiết là màu ánh vàng. Đây các chị yêu nhìn cái màu len cho em nè, đẹp quá mọi người ơi, sang chảnh cực kỳ luôn. Em quay một vòng cho chị yêu xem form đầm các chị yêu nha. Đầm này các chị thấy là khi mà mọi người mình mặc lên á, kiểu nó sẽ là đầy đặn các chị nha, nhìn rất là đẹp luôn. Mã em mặc ngày hôm nay đây cho mình là đầm DT904 các chị ha, sẽ được sale luôn cho mọi người ở trong khung giờ live stream với mức giá ưu tiên ưu đãi cho các chị yêu nha, đó là 550 ngàn đồng và free ship giao hàng đến tận nhà. Các chị ơi, em đầm DT904 ngày hôm nay em mặc đây cho mình với thiết kế là chất liệu vải thun ánh nhũ các chị yêu nha. Nó có độ co giãn cho mọi người là 4 chiều luôn, cho nên là khi các chị yêu mọi người mặc lên là nó co giãn rất là thoải mái. Ở bên trong đồng được làm cho chị yêu là có kèm lớp lót các chị yêu nha. Phần cổ em mặc đây là dáng cổ chữ V và
cái cổ chữ V này là nó kiểu cổ đắp chéo nha chị, nào mọi người thích mặc lên cao cũng được nè, các chị yêu mình thích mặc cổ hở cho em cũng được luôn. Phần tay của em mặc đây cho mọi người, đây sẽ là phần tay lỡ, chị yêu nào mọi người có bắp tay to là hoàn toàn che được cho em luôn. Hôm nay các chị yêu mình đặt hàng chỉ cần comment là DT904 và kèm với số điện thoại là sẽ được lên đơn hàng thành công các chị yêu nha. Em đặt DT904 này đang được bán với mức giá đó là 550 ngàn đồng, miễn phí ship giao hàng đến tận nhà luôn, đi chơi và đi tiệc là đều được các chị yêu nha. Vải của em mặc đây các chị yêu mình để ý là cái chất liệu vải của nó là có độ co giãn, cho nên là các chị mình mặc lên thoải mái cực kỳ, và bên trong thì em đã có kèm làm lớp lót cho mình rồi các chị yêu nha, cho nên là các chị yêu khi mà mặc lên nó cũng sẽ không sợ bị lộ bụng đâu ạ. DT904 cảm ơn chị yêu Hải Yến là giá sale là 550k. Mọi người ơi, 550 ngàn đồng mà một cái mẫu đầm nó quá đẹp như thế này thì các chị yêu phải nhanh tay đặt hàng liền cho em các chị nha. Chiều dài mẫu đầm thì sẽ là đầm dài qua gối ạ, và có thiết kế xẻ một bên hông này cho các chị yêu mình dễ đi đứng nha. Em ưng nhất ở trên cái đầm này chính là cái phần họa tiết màu lên cho chị rất là đẹp luôn. Nền là nền màu đen, các chị thấy không ạ, họa tiết lên cho em nè, phối cho chị yêu họa tiết là cái phần tua rua là màu vàng nè, rồi có thêm cho chị yêu là những cái hạt chấm bi nha, và có thêm những cái hạt ánh nhũ làm cho cái đầm nó lấp lánh, nhìn nó rất là sang. DT904 kèm với số điện thoại, mức giá sale dành cho mọi người là 550 ngàn đồng thôi ạ, và miễn luôn phí ship giao hàng đến tận nhà các chị yêu nha. Đằng sau thì có khóa kéo cho mọi người rất là thuận tiện để các chị mang mẫu này form đầm. Các chị nhìn đằng sau cho bên em là khi chị mặc lên nó không bị lộ bụng các chị nha, mà nó kiểu như là cũng không hề bị đùng lưng luôn. Mẫu đầm này các chị mình mặc lên nha, tôn dáng cực kỳ mà không bị đùng lưng các chị ha. Và phần eo thì bên em có thiết kế cho chị yêu đây là nhún eo nhẹ cho chị yêu này, cho nên là chị yêu nào mọi người có bụng á các chị vẫn mặc được em đầm này. Phần eo bên em làm cho chị yêu phần xếp ly eo các chị yêu nha. Chiều dài mẫu đầm này sẽ là đầm dài qua gối, DT904 và kèm với số điện thoại là có đơn hàng thành công nha. Mình vào tin nhắn không được, dạ chị ơi mình để lại số điện thoại cho em nha, sẽ có nhân viên em tư vấn cho mình ở trên livestream luôn nha chị yêu vẽ fan ơi. Mã sản phẩm kèm với số điện thoại là nhân viên em sẽ gọi điện trực tiếp chốt đơn cho mình luôn. Nếu mà mình chắc chắn là vào được tin nhắn đó chị ơi, nhiều khi nó bị lỗi á thì mình nhắn vào trong bay thời trang Nuri vào mục nhắn tin giùm em nha là vào được nha chị nha. Rồi còn nếu mà mình muốn chốt đơn thì mình để lại cho em xin số điện thoại, nhân viên sẽ gọi điện tư vấn cho mình luôn. Em chào chị Minh Nguyệt, lấy đầm DT904 ok chị yêu luôn nè. DT904 kèm với số điện thoại các chị yêu nha, giá sale là 550 ngàn, và miễn phí ship giao hàng đến tận nhà luôn nhá. Cái hoa này đẹp lắm thật sự luôn, màu hoa các chị nhìn cho em là trời ơi các chị ơi xuất sắc. Và đặc biệt hơn là cái đầm này á, cái nền của nó là nền màu đen, cho nên là các chị yêu mọi người mặc lên nó không bị lộ bụng nhá, rất là gọn dáng luôn và form tôn dáng cực kỳ luôn các chị nha. Đây các chị nhìn thấy không, một vòng cho các chị xem luôn nè, rất là tôn dáng cho em ạ. Đầm này là DT904 nha. Ai mọi người đặt hàng nhớ nghe máy xác nhận giùm em, chỉ có giá là 550 ngàn đồng và đây là mức giá sale trong khung giờ livestream các chị ha. Ok nha chị Minh Nguyệt, lấy đầm DT904. Cảm ơn chị yêu Minh Phương. Rồi mọi người ơi, bây giờ em sẽ qua mẫu các chị yêu nha. Chị nào mọi người vào coi livestream chấm bài giùm em thay mẫu mới nè. Đầm DT904 này em chỉ có một màu duy nhất thôi các chị yêu nha. Đây là tông màu cho mọi người là màu đen phối họa tiết hoa. Cho nên là chị yêu nào mà mình thích cái mẫu này thì đặt hàng liền trên live giùm bên em. Bởi vì sao? Ngoài giờ livestream á là các chị sẽ mua với giá niêm yết, trong khung giờ live là bao giờ cũng sẽ được giảm giá các chị yêu nha. Rồi em qua mẫu mới đây, chị yêu nào vào coi live đợi em một tí xíu, bây giờ em đi thay mẫu cho mình nha. DT904 kèm số điện thoại. Ai theo dõi livestream thì thả tim thả like trên live giúp em nè. Em ok chị yêu Thảo Vi, lấy đầm DT904 550 phi ship nha. Cho em xin ngay một chấm hoặc là một nút thả tim thả like trong giờ live các chị yêu ha. Rồi em qua mẫu mới dành cho mọi người luôn, DT904 550 ngàn đồng, từ 75 ký đổ về là mặc vừa hàng của bên em, là hàng thiết kế nha, có đầy đủ size cho chị yêu luôn. Chị yêu nào mọi người từ khoảng cho bên em là 55 ký đổ về là mặc vừa mặc đẹp các chị yêu nha. Dạ rồi, bây giờ thì em qua mẫu mới cho mọi người luôn. Ai theo dõi livestream thì nhanh thủ là đặt hàng trên live giùm em đi thay mẫu đây ạ. Yeah.
Dạ rồi mọi người ơi, bây giờ em qua nhớ chị yêu một em đầm tiếp theo nha. Có mã số là đầm DT918. Đầm này là em mới về nè. Trời ơi, một cái đầm dạ hội đẹp lắm các chị nha. Màu lên cho em là tông màu đỏ rượu. Ai đang theo dõi livestream thì chốt đơn trên live giúp em ha. Các chị yêu nào mọi người mà thấy số lạ gọi tới thì nghe máy cho em luôn. Nhân viên của bên em sẽ tư vấn cho mọi người. Rồi các chị ơi, bây giờ thì em qua mẫu nha. Em lên cho chị yêu một em đầm dạ hội nè, DT918. Một cái mẫu đầm với tông màu là màu đỏ rượu và đặc biệt là phần hoa thêu, họa tiết là in hoa 5D các chị yêu nha, rất là đẹp và rất là sang luôn. Chị yêu nào mà bây giờ mà chuẩn bị là đi đám cưới nè, đi tiệc mà chưa có đầm dạ hội mang thì có thể chốt ngay những cái mẫu này cho em nha. Hàng của bên em là hàng cao cấp mà đầy đủ size cho chị yêu luôn. Mặc lên chuẩn đẹp mà giá thì rất là rẻ. Thật sự những cái dáng đầm dạ hội này giá rẻ hơn thị trường rất là nhiều luôn á. Cho nên là tranh thủ đặt hàng trên live giùm em với ạ. Các chị nào thích mẫu nào thì để lại số điện thoại cho em. Nếu mà không có số điện thoại là em không có chốt đơn nha mọi người ơi. Không có số điện thoại là em không chốt đơn được nha các chị nha. Lưu ý giùm em ạ. Rồi bây giờ em qua cho các chị đầm DT918. Đầm này em mới về nha các chị nha. Mã sản phẩm tiếp theo qua cho chị là một em đầm dạ hội với thiết kế tông màu là màu đỏ đỏ rượu các chị yêu nha. DT918 cho em ạ. Và hôm nay em lên cho chị yêu đây, phần họa tiết là phần thêu và đính đá cho bên em. Mẫu đầm này thì chỉ có một tông màu duy nhất thôi các chị nha, DT918. Các chị yêu nhìn thấy là đầm này lên nó có bồng bềnh các bạn, rất là đẹp đúng không mọi người ơi? Đây là phông nghiêng cho chị yêu xem nha. Dáng cái đầm dạ hội của em mang đây DT918 là dáng giả áo dài. Ở bên trong là đầm và bên ngoài cho bên em là phối tà cho chị yêu nha. Và chất liệu vải này lên cho mình đây là chất liệu vải lụa mềm, mặc lên mềm mại cực kỳ và đặc biệt là nó rất là kiểu thoải mái nha, không bị nhăn các chị yêu ha và cũng không bị mỏng cho bên em luôn. Đầm DT918 hôm nay có size giá trị đầy đủ từ ML, XL đến 3XL, 75 kg đổ về cho bên em là vừa các chị yêu nha. Và tầm khoảng dành cho chị yêu là từ cái mẫu này của bên em á, nếu mà chị yêu nào mình mua về thì em thấy là sợi dài á, các chị yêu có thể lên like thoải mái luôn 1m50, 1m55 mặc thoải mái cho em luôn. Bởi vì sao? Ở cái phần chân váy nó là trơn các chị nha. Cho nên đối với chị nào 1m50, 1m55 muốn lên like là ok luôn. Em hiện tại là cao 1m60 ạ. Và mặc cho chị yêu là đến mắt cá chân nha. Đầm dạ hội thì nó sẽ là may dáng dài nha các chị ơi. Chứ đầm dạ hội mà may dáng kiểu ngắn ở trên trên mắt cá là nhìn rất là kỳ, nhìn nó cứ bị cụt đó các chị ha. Còn riêng cái đầm này của em là tới mắt cá chân thì nó sẽ là kiểu thướt tha nhẹ nhàng, nó cũng không dài cho chị yêu chạm đất đâu mà tới mắt cá chân thôi, mang cao gót lên là đẹp các chị nha. DT cho em đang mặc đây là đầm DT918 và mức giá sale là 750.000. Các chị ơi, đầm DT918 750.000 đồng miễn ship nha. Còn DT9040 dạ còn nha chị yêu Thanh Tú ơi, nghe máy sẽ có nhân viên chốt đơn nha. Đầm em mặc là DT918 giá 750k một cái em đầm dạ hội các chị nha, được miễn phí ship giao hàng luôn. Đây là cái giá em bao toàn quốc cho chị yêu luôn. Bởi vì sao? Đầm dạ hội trên thị trường người ta bán đang bán nha, mức giá là 1,5 triệu một đầm. Và em bán chỉ có 750.000 đồng thôi, có nghĩa là giá rẻ hơn một nửa. Cái phần thêu hoa của bên em là hoa nổi nè. Cái đính đá này em chọn cho chị yêu là đá hai phối hai màu đỏ và màu trắng các chị nha, rất là đẹp luôn. Đây, tay lên cho chị yêu là phối cành cho chị yêu cực kỳ sang, tay là tay lỡ và ở trên là phối ren các chị yêu ha. Em đầm DT918 kèm với số điện thoại em đang bán cho chị yêu với mức giá đó là 750.000 đồng. Ai đặt hàng thì nghe máy xác nhận đơn hàng giùm cho em các chị yêu nha. DT918 kèm với số điện thoại là có đơn hàng thành công. Riêng cái mẫu đầm này á, các chị yêu mang đi chơi, các chị mang đi tiệc là đều vô tư luôn các chị yêu ha. Và đầm này là chị nào mà mình ví dụ như là mình chuẩn bị là tới Tết nè, mình đi chúc Tết, mình đi lễ chùa hay là mình đi chụp hình Tết này kia là em thấy rất là đẹp các chị nha. DT918 kèm số điện thoại giùm em 750.000. Ok chị Hoàng Long lấy đầm DT918 nè. Chốt đơn cho chị Minh Nguyệt lấy đầm DT918 nha. Mẫu đầm này hiện tại là em không có sẵn tại cửa hàng các chị yêu nha. Chị yêu nào mình đặt hàng trên live thì bên em sẽ về hàng cho mình, chứ mẫu này em chưa có sẵn do là đầm thiết kế các chị ha. Đây là một em đầm may rất là tốn vải luôn. Nếu mà may cái đầm không bên trong á thì nó sẽ ít hơn, nhưng mà các chị thấy không, bên ngoài là phối tà, đằng sau phối tà cho em luôn, chất liệu còn lại là lụa mềm nữa, tốn gấp đôi vải dành cho chị yêu luôn nha. Giá sale cho mọi người chỉ có 750.000 đồng thôi mà rất là đẹp rồi. Và phần
phần thêu đính này là làm thủ công bằng tay. Phần thêu đính bên em làm cho chị yêu là may tay toàn bộ. Các chị yêu nha, ở trên sẽ là có phối ren cho mình. Màu đỏ rượu em mặc đây thì trắng da, và chiều dài đầm của em mặc đây thì vừa phải các chị nha. DT918 các chị ha. Nếu mà chị nào mình đặt hàng thì cho em xin số điện thoại ở trong khung giờ livestream. Các chị yêu mà thấy số lạ gọi tới thì mọi người nhanh tay là nghe máy xác nhận cho em các chị yêu nha. Rồi mọi người ơi, bây giờ thì em sẽ đi thay mẫu nè. Ai mọi người vào coi livestream rồi thì chốt đơn trên live giùm em. DT918 các chị nha. DT918 kèm số loại giùm em. DT927 ok chị Thảo My có size 2X luôn nha chị ơi. Đầm bên em đầy đủ size là tới 3XL luôn nha, 75 kg đổ về là vừa. Mọi người ơi, đầm em mặc là DT918 màu đỏ rượu. Ai đặt hàng nhớ nghe máy cho em. Thấy số lạ gọi tới thì các chị yêu nhớ nghe các chị yêu nhé. Rồi bây giờ em qua mẫu mới đây. Các chị yêu theo dõi live, đợi em một tí xíu. Em đi thay mẫu sau đó sẽ quay trở lại liền trong livestream tiếp theo. Cảm ơn các chị yêu nha.